Chỉ trong 3 ngày vừa qua, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa trở thành tâm dịch mới với 165 ca mắc. Trước đó, trong nửa đầu tháng này, 3 ngôi làng người Dơ Rai trong thành phố Pleiku cũng đã phát hiện hàng trăm F0. Đa số các ca đều liên quan đến việc tham dự các đám tang. Hiện nay, Gia Lai có khoảng 44% người dân tộc thiểu số. Các sinh hoạt cộng đồng, vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Tây Nguyên, lại đang trở thành rào cản của công tác phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.